Ngon bổ rẻ liệu có trước máy không? Có, đó chính là dòng 700D này. Cái dòng 700D này phù hợp cả 3 tiêu chí ngon bổ rẻ cho anh em. Những bạn nào mà cần tìm một chiếc máy có đủ 3 tiêu chí này thì đừng bỏ qua. Con 700D này đầu tiên là tiêu chí rẻ, bởi vì cái hãng Canon con này cũng ra đời khoảng tầm 2014, 2015 gì đấy, không nhớ. Thì nó ra đời cũng khá là lâu á. Và liên tiếp Canon ra những cái đời tiếp theo của nó như 750D, 700D hay là 750D, 800D hay là 850D hiện tại, thì giá con 700D nó xuống khá là nhiều rồi, xuống chạm sàn này, bằng 1/3 lúc đầu thôi, một cái điều hời rất là cho những bạn nào muốn mua con 700D này. Tiếp theo về cái phần ngon của nó thì nó sẽ có cái chất lượng ảnh mà nó rất là tốt, ảnh thì ăn liền luôn, sắc nét. Đặc biệt các bạn nào chụp chân dung thì đa phần dùng máy Canon là chuẩn nhất, nên cũng không phải lo về cái chất lượng ảnh nó, dù nó ra đời lâu hay không. Quan trọng nó vẫn giữ cái bậc cảm biến APS-C trong này, mới cảm biến lớn. Đó chính là cái cảm biến giúp nó giữ được cái ảnh đẹp của, cho đem lại cái ảnh đẹp cho các bạn. Nếu mà so sánh về ảnh thì nó không khác nhau nhiều so với những cái đời sau, như kiểu 750D hay 800D thì ảnh nó gần như không khác con 700D này là gì cả. Nó chỉ nâng cấp thêm về một số cái như wifi hay là những cái lấy nét thôi. Tiếp theo là về tiêu chí bổ. Con này dù sản xuất lâu nhưng mình cũng đừng lo về cái hiệu năng sử dụng nó. Nó vẫn cho các bạn sử dụng một giá trị sử dụng rất là lâu dài. Nếu các bạn chọn những cái con 99% hay 95% trở lên từ bên mình này thì đảm bảo luôn cái chất lượng nó sử dụng rất là lâu, mình không lo bị lỗ vặt trong quá trình sử dụng, hay là mình cũng không lo về những cái hiện tượng nó xảy ra đơ lát với con 700D này cả. Con này thì nó vẫn đầy đủ các hỗ trợ cho các bạn như kiểu màn hình cảm ứng hay màn hình xoay lật này, rất là tiện, một trong con đời đầu có cái màn hình cảm ứng này, rất là nhạy luôn. Con 700D này thì tóm lại thì nó sẽ có rất nhiều len cho các bạn để các bạn sắm cùng. Nếu mà các bạn mà chưa dùng máy ảnh bao giờ thì có thể sắm những cái con len như kiểu 18-55 hay là để chúng ta dụng lúc đầu, giá rẻ hơn 1 triệu thôi, hoặc là những con len như kiểu 50-2 giá cũng rẻ, cũng hơn 1 triệu thôi. Nếu mình có kinh phí thêm thì mình có thể lấy những con 50 STM để chụp xóa phông, chụp ảnh lên lung linh như ảnh mạng luôn, không phải lo nghĩ về những cái giấy cả. Con này thì cũng rất là dễ sử dụng nhá, nên các bạn người mới cũng đừng lo về cái việc máy ảnh cơ nó khó sử dụng không. Máy ảnh cơ nó cũng có đầy đủ các tính năng tự động thôi, để các bạn thể chụp mà mình không lo nó khó sử dụng cả. Nếu các bạn muốn dùng lâu dài về sau mà muốn sử dụng các chế độ chuyên nghiệp thì con này cũng đầy đủ cả 4 chế độ chuyên nghiệp M, PV, AV, P. Ok, nếu các bạn quan tâm đến những dòng 700D như này thì anh nhanh tay để dấu chấm ở phía dưới để bên mình để hỗ trợ sớm nhất cho các bạn nhé. Đặc biệt cũng như bạn nào mua cái dịp cận Tết này có những cái phần quà lên tới 1 triệu luôn. Cảm ơn các bạn.